Cảm ơn anh, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định thế sự cùng với bình luận gia Lý Đại Quyên và Cảm ơn anh phụ trách. Cảm ơn, xin trân trọng kính chào bình luận gia Lý Đại Quyên và mời ông gửi lời chào quý vị khán giả thưa. Cảm ơn giáo sư Minh Như. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình Nhận định thế sự tuần này chúng tôi xin bước ngay vào vấn đề mà liên quan đến vấn đề Việt Nam cũng như là Cambodia. Thì kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua chúng ta biết là cái sự tranh chấp về vấn đề biên giới xảy ra ở Việt Nam và các nước Campuchia. Thì kính thưa bình luận giới Lê Đại Quyên, cái vấn đề tranh chấp cái đường biên giới đã xảy ra trước đây và lần này thì đứng trước cái bối cảnh là phía Bắc thì Trung Cộng đang lâm le xâm chiếm Việt Nam cũng như là phía Tây Nam thì bây giờ lại vấn đề của Cambodia. Thì chúng ta biết là Thủ tướng Hun Sen cũng nói là ông đã đến lời là cũng nhờ nước Pháp để giải quyết và coi là những cái vấn đề biên giới như vậy. Thì có phải một cái bàn tay nào đó xen vào việc này không thưa ông? Phải nói rõ là Trung Quốc họ muốn dùng cái xung đột biên giới của Campuchia với Việt Nam từ ngàn xưa nó có rồi. Vấn đề là họ muốn đẩy vào cái đó để mà áp lực về Việt Nam. Thì chúng ta thấy một điều ngày xưa đó, Khơ Mây Đỏ đó nằm tại Trung Cộng thì bảo có thể chiến tranh được, có thể đánh Việt Nam được. Nhưng giờ này là ông Hun Sen, ông ấy làm nạn nhân của cái cuộc tranh này. Yeah. Tức là cái cánh gọi là đối lập đó, là đảng dân tộc với lại ông Sen Ramsey đó, nhắm vào Hun Sen đánh để cho mất uy tín Hun Sen, vì Hun Sen đã nhượng bộ Việt Nam để cắm cái mốc vào đất Campuchia. Yeah. Thành ra Hun Sen cũng là nạn nhân, giống như Việt Nam. Thành ra mà Hun Sen là cầm quân thì anh không thể dùng quân đội được, tức là không có thể đổ chiến tranh được. Hai bên muốn tranh để giải quyết thì ông Hun Sen ông ấy yêu cầu Liên Hợp Quốc cho cái bản đồ của ông Sen lúc ngày xưa nộp cho Liên Hợp Quốc để xem bản đồ chính xác. Thì không, cái bản đồ gọi là bản đồ Bon đó, thì bây giờ đưa ra nghĩa là chưa trong Việt Nam khui ra rằng ồ, cái bản đồ Bon này thì đúng rồi, cái cấm mốc như vậy là hoàn toàn có gì sai trái cả. Tức là hoàn toàn đúng với cái bản đồ của ông Sen lúc nộp cho Liên Hợp Quốc. Thì vấn đề đặt ra là có lẽ nó khơi như vậy thôi. Còn đích thực ra muốn có chiến tranh thì phải là chính phủ Hun Sen nó có chiến tranh được với Việt Nam. Thành ra vấn đề hiện tại ở bên Campuchia nằm giữa Việt Nam và Thái Lan. Mà Thái Lan cũng là nơi mà tranh chấp với Campuchia. Thì ở đây bây giờ đi vào cái khu vực Đông Nam Á rồi cũng chẳng ai muốn tranh chấp nữa. Người ta muốn lờ cái đó đi. Và Trung Cộng muốn xúi dục Thái Lan, muốn bắt tay lên Thái Lan để với tụi những người lính bây giờ họ cầm quyền đó. Thì họ nên cầm quyền thì Mỹ chống đối. Mỹ chống đối không phải chống đối nước Thái Lan, chống đối cái chính phủ cầm quyền mà bất hợp pháp, anh lão chính lên là tôi không chấp nhận được. Chứ còn nước Thái Lan với Mỹ vẫn là đồng minh với nhau. Thành vấn đề đặt ra là chính vậy mà áp lực của Mỹ rất lớn đối với chính phủ quân sự Thái Lan. Họ không dám mua tàu ngầm, ba chiếc tàu ngầm địch đặt với Trung Cộng mà không dám mua. Đó là vấn đề đặt ra là giữa cái liên hệ giữa Mỹ với Thái Lan hay Trung Cộng với Thái Lan thì Trung Cộng vẫn đang ở bên ngoài. Như vậy thì theo nhận định của ông thì Thủ tướng Hun Sen sẽ không có bị chịu áp lực nặng nề của Trung Cộng để gây ra chiến tranh, hay là ông ta sẽ tìm cách lèo lái như thế nào để chịu chiến tranh không xảy ra? Ngày xưa đó ông Hun Sen người ta ghi rằng ông đi Trung Cộng bởi vì cái vụ mà phá cái hội nghị và ASEAN đó, ông làm chủ tịch ông đã không đem ra thông cáo chung về Biển Đông. Thì người ta nghi rằng ông Hun Sen bị Trung Cộng giật dây. Nhưng mà đích thực cái cuộc mà ông Hun Sen làm việc đó, ông được 133 triệu đô la, thành ra ông làm thôi. Mà Hun Sen bây giờ ai cho tiền thì làm thôi, chứ không phải là bây giờ tôi không có lý tưởng với các anh cả. Và bây giờ cái đảng đối lập nó đang được chống tôi, vì đảng đối lập nó bây giờ nó bất mạnh lắm. Nó muốn lấy đồng dân thì nó phải khơi cái tinh thần dân tộc của Campuchia lên. Mà khơi tinh thần dân tộc Campuchia lên thì chủ nghĩa dân tộc nó sẽ, Hun Sen sẽ bị kẹt ở giữa cái đó. Là Hun Sen trước đây là người Khmer Đỏ và là người của Việt Nam. Thành ra Hun Sen kẹt ghê gớm lắm. Thành nó muốn khơi cái đó để mà đánh Hun Sen thôi.
cho nhu cầu nhân cái đó dành nhúng tay vào, nhưng mà nhúng tay vào mà chính phủ nó không đứng vào thì không thể có chiến tranh. Cho nên cái việc mà dàn một số 32 người ra biên giới đó thì an ninh của Campuchia họ bắt một số người đứng ngoài xa, tức là họ có quyền họ đứng rè nhà xa không được đến gần Việt Nam, cho một số người nhỏ đến Việt Nam thôi. Tức là cái quyền an ninh nó vẫn nằm dưới Hun Sen. Thành vấn đề chiến tranh không thể có ở bên vùng Mekong. Thế là dù sao thủ tướng Hun Sen cũng dù ít dù nhiều cũng chịu ơn của cộng sản đã dựng lên ông ta. Cái thưa quý vị, một cái vấn đề mà chúng ta thấy nghe đã rất là nhiều trên những cái trang mạng, trên web Facebook là vấn đề liên quan tới ông Phùng Văn Thanh. Thì chắc quý vị cũng biết là bao nhiêu cái tin đồn đoán là ông ta bị ám sát ở Pháp, rồi chữa bệnh ở đó, rồi có tin là ông ta đã qua đời rồi, và ngay cả tin thông tấn xã của Đức cũng đưa cái tin này ra, và Việt Nam thì tất nhiên là cũng đã phủ nhận tin này. Thì theo ông, cái vấn đề ông Bộ trưởng Phùng Văn Thanh thấy như thế nào, thưa bình luận? Ông Phùng Văn Thanh tức là cái người mà chúng ta nói là ngày xưa bốc hơi trước khi ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ bốc hơi. Vì tại sao vậy? Vì ông Phùng Văn Thanh, nhớ chúng ta nhớ cuộc họp Phùng Văn Thanh với lại ông Thượng Mặc Toàn, nghĩa là Bộ Quốc phòng của Trung Cộng đó, hai ông họp ở Lào Cai đó, ngày 15 tháng 5 năm này, vừa rồi đó. Thì ông họp ở đó thì trên bàn hội nghị đó là Phùng Quang Thanh viết bằng tiếng Hoa, tức là không viết bằng tiếng Việt Nam mà viết bằng tiếng Hoa. Thành ra người ta cho là nó lệ thuộc quá đi, về văn hóa lệ thuộc quá Trung Cộng đi, và nó làm rõ rệt quá, cho nên hình như là Trung Cộng muốn dùng một cái khối lượng quân sự của Trung Cộng hỗ trợ cho Phùng Quang Thanh để đoạt cái vức tổng bí thư trong cái kỳ đại hội mới. Thấy vấn đề ra là hình như các cà phê họ đúng vào đánh anh. Họ cho anh đi sang Pháp để nói là chữa bệnh để điều trị. Sang Ấn Độ mà chưa kịp về Ấn Độ, Pháp đã thì bị gượng này đó rồi. Thì chúng tôi nhớ là ngày xưa Việt Nam đó, mấy các tướng, mấy các ông lãnh tụ mà cứ phải làm đại sứ lúc nào cũng ra đi đấy, không mất quyền được ra đi thôi. Thì bây giờ cũng hầu như là cộng sản nó cũng học được cái bài học đó, không giết. Ngày xưa cộng sản giết ở trong nước tất cả mọi cuộc đại hội, trước khi có đại hội là giết các tướng, giết nhiều lắm, Hoàng Văn Thái, tất cả cái Lê Trọng Tấn, tất cả anh nào mà có máu mặt và tranh chấp nhau là giết. Giết kinh khủng lắm. Nhưng mà ở Việt Nam thì bây giờ đó, nó cũng không còn cái tình trạng đó nữa. Thành ra nó giết một cái im thấm. cái việc mà ông ủy viên bộ trưởng của trong ủy viên chính trị của Trung Cộng qua mà nó một cái cuộc đi qua mà không có thông báo trước, thì theo ông, theo những cái nguồn tin cho biết là như vậy, là việc cái Trung Cộng cố tình để khơi dậy cái phe mà thân cộng, thì cái việc này có ảnh hưởng thế nào? Vâng, ông Phùng Văn Thanh là lãnh tụ của cái phe đó. Thì bây giờ ông Phùng Văn Thanh cũng đi một cái tự nhiên là nhà bao nhiêu ông tướng thay đổi hết, nhất là những ông tướng mà coi Hà Nội đó, ông tướng mà gọi là chỉ huy Hà Nội đó, nhưng mà bảo vệ thủ đô đó, là hai ông tướng thì bị thay. Tất cả những người nào mà quan trọng của Phùng Văn Thanh thì người ta biết hết và ta thay hết. Thì bây giờ Phùng Văn Thanh còn sống hay chết hay có về cũng chẳng là cái gì nữa. Thành ra vấn đề đặt ra là sau khi Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ rồi thì lá bài Phùng Văn Thanh coi như hết xài, chung ở hết xài, cho nên đã hết xài, cho nên anh phải sang năn nỉ. Thì anh cho anh cho có lệ đó, tức là anh sang để mà điều đình về nói trước là để ông Tập Cận Bình sang, tức là họ nhún, nhưng mà bên ngoài thì họ bắt đầu tổ chức tất cả những về quân sự rất mạnh để áp lực với cộng sản Việt Nam. Tức là bây giờ hoàn toàn là Việt Nam bây giờ không còn, nghĩa là bắt đầu nghe Nguyễn Tân Dũng nói chuyện với anh Cao Lệ đó, thì ông cho Cao Lệ thì ông Nguyễn Tân Dũng thẳng về Biển Đông đó, là bây giờ với làm theo hợp pháp, tức là đúng theo ngôn ngữ của Hoa Kỳ phải hợp pháp, tức là quốc tế đã như thế nào, đã luật quốc tế thì tội hợp pháp. Anh không thể làm khác được. Thì bây giờ cái luận điệu về Biển Đông hầu như cả Việt Nam bây giờ đang quyết định được Hoa Kỳ. Những cái lời phát biểu, những cái tuyên bố đó mình cũng có thể đoán được là họ dựa vào những cái bên nào. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình, phần đầu của chương trình Nhận Định Thế Sự ngày hôm nay, để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình, và xin quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi phần 2 của chương trình Nhận Định Thế Sự trong tuần này.